Thiết thực chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện chiến dịch Tuổi trẻ huyện Lang Chánh chung sức xây dựng nông thôn mới. Mới đây, chi đoàn thanh niên công an huyện đã ra quân tình nguyện hỗ trợ thôn Nê Cắm và thôn Xuống Trỏng về đích nông thôn mới trong năm 2021 với trên 50 cán bộ chiến sĩ tham gia. Lập thành tích hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện tiêu chí môi trường của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường. Chi đoàn thanh niên công an huyện đã xây dựng kế hoạch phát động gắn kết đoàn viên thanh niên tham gia các công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng. Tại buổi ra quân với tinh thần tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên công an huyện đã tiến hành dọn cỏ, thu gom rác thải trên các trục đường bê tông và khơi thông cống rãnh, xây dựng các bồn hoa và làm tường rào vườn hộ cho các hộ dân xung quanh các tuyến đường liên thôn. Thông qua đó, giúp cho người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom bỏ rác đúng nơi quy định, ứng xử thân thiện với môi trường. Cùng với đó là tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với phương châm, đâu cần thanh niên khó, việc gì khó có thanh niên, đã trở thành nếp nghĩ cách làm của đoàn viên thanh niên đơn vị. Nhân dịp này, đoàn thanh niên công an huyện còn tham gia hỗ trợ làm nhà vệ sinh khuôn viên nhà ở, quét dọn nhà cửa cho các gia đình neo đơn, gia đình khó khăn về nguồn lao động trên địa bàn. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn đảm nhận nhiều công trình phần việc như tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông và về quyền lợi và trách nhiệm của cử tri khi tham gia thực hiện bỏ phiếu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, trực tiếp lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Nhằm thiết thực chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Lang Chánh đã phối hợp với Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Đồng Lương tổ chức chương trình tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa bàn hai thôn Xóm Trỏng và thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương. Thì trong đợt này, chúng tôi xác định ngoài việc giúp đỡ các gia đình thôn bản còn khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, chúng tôi còn tuyên truyền để quần chúng nhân dân biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cùng với đó là tuyên truyền để bà con nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để vừa phát triển kinh tế xã hội và vừa phòng chống dịch hiệu quả. Thì trong thời gian tới, phát huy cái tinh thần của tuổi trẻ huyện Lang Chánh nói chung, tuổi trẻ công an huyện Lang Chánh nói riêng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương, làng bản còn khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2021. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn Nê Cắm và Xuống Trỏng nói riêng và xã Đồng Lương nói chung. Những công trình phần việc mà chi đoàn thanh niên công an huyện triển khai thực hiện sẽ tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở các thôn, đồng thời góp phần vào mục tiêu xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, tạo khí thế cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.